Hương vị của mít ruột đỏ lạ và ngon hơn giống mít thường. Muối dày, ăn dai và có vị ngọt thanh. Đặc biệt thoảng hương mùi dầu chuối. Càng để lâu thì mít càng đỏ, ăn càng ngọt và mềm, được rất nhiều người ưa chuộng. Mít ruột đỏ hiện có giá bán là khoảng 40.000 đồng 1 kg, là một trong những giống cây trồng mang lại giá trị kinh tế lớn, từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng trên 1 hecta trên nhà vườn miền Đông Nam Bộ. Hiện nay thị trường mít ở Việt Nam thì rất là ổn định. Đặc biệt là cái giá trị lúc này vào thời điểm năm nay thì giá rất là cao. Với cái giá mít các bạn thấy đấy, như mít siêu sớm chăn gai trên thị trường thì là mít vàng đó, thì hiện tại giá thời điểm bây giờ cũng đang 40.000 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Và khi đó thì chúng tôi cũng đầu tư trồng thêm một cái dòng mít thái ruột đỏ nữa. Và cái dòng mít thái ruột đỏ của chúng tôi ở đây thì có cái ưu thế vượt trội hơn về mẫu mã cũng như màu sắc cũng như chất lượng, thì cái giá thành của mít của chúng tôi ở đây thì bây giờ hiện tại đang bán cũng 40.000 đồng trên 1 kg, với giá ổn định quanh năm. So với các loại cây trồng khác của vùng miền Đông Nam Bộ, ví dụ như là cây cao su, cây điều, cây tiêu, thì cây mít ở trang trại của chúng tôi đây thì mang lại hiệu quả kinh tế, giá trị kinh tế là sẽ cao gấp 3 đến 4 lần những cái loại cây bà con nông dân đang trồng ở tỉnh Bình Phước. Và với cái quy trình chăm sóc không mất nhiều thời gian lắm và không phức tạp lắm thì bà con sẽ mang về cái nguồn lợi nhuận trên một năm một hecta có thể là từ 500 triệu đến 1 tỷ một hecta. Theo anh Vị, mít ruột đỏ có nguồn gốc từ Thái Lan được du nhập vào nước ta một vài năm gần đây. Từ khi trồng giống mít này cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu nước ta khá tốt, nhất là vùng đất miền Đông Nam Bộ. Cây ra trái to đều và chất lượng ổn định qua các năm. Không chỉ thơm ngon mà giống mít này cho quả khá to và nặng. Trọng lượng trung bình mỗi quả khoảng 10 kg, có quả nặng tới 15 kg. Đến giờ này thì cũng đã đầu tư trồng trên 100 hecta mít tại trang trại và mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Cây có tỷ lệ kháng bệnh rất là tốt. Và trên cạnh tôi đây là cây đang ở độ tuổi năm thứ 5, phát triển là rất là khỏe mạnh và cho tỷ lệ trái rất là tốt. Thì cái hướng đi của chúng tôi là chủ yếu là chăm sóc và đầu tư làm theo hướng nông nghiệp hữu cơ để cho cây phát triển bền vững và có giá trị kinh tế ổn định. Thì cây mít này chúng tôi trồng là nó chỉ khoảng 2 năm tuổi là cây bắt đầu ra bói và tỷ lệ kháng sâu bệnh của cây rất là tốt. Khi bắt đầu cây bói thì chúng tôi chỉ để là 1 đến 2 trái thôi, và năm thứ 3, thứ 4 thì chúng tôi sẽ vào giai đoạn kinh doanh chính thức, thì mỗi cây sẽ để khoảng 10 trái một đợt thu hoạch. Với đặc tính sinh trưởng nhanh, cho thu hoạch khá sớm, chỉ trong vòng 18 tháng là đã có thể cho thu hoạch. Cây mít ruột đỏ cũng cho quả quanh năm. Để cây cho năng suất, chất lượng cao, anh Vị và nhiều nhà vườn Bình Phước áp dụng biện pháp chăm sóc bón phân hữu cơ kết hợp cân đối NPK chuyên dùng, bổ sung trung vi lượng. Hương vị mít ở Bình Phước của chúng tôi đây thì nó có độ giòn hơn trên thị trường và nó có độ ngọt cao hơn trên thị trường. Và để có được những cái hương vị như thế thì chúng tôi đặc biệt chú ý đến cái khâu trồng và chăm sóc. Thì thứ nhất là vào mùa nắng chúng tôi sẽ tưới nước cho cây đầy đủ. Cái thứ hai nữa là vào mùa mưa thì chúng tôi sẽ bao bọc trái lại để tránh côn trùng chích hút. Và trong quá trình đầu tư chăm sóc thì chúng tôi thường xuyên sử dụng cái nguồn phân hữu cơ, phân chuồng để bón cho cây, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho cây phát triển bình thường. Và mỗi đợt thu hoạch cây thì chúng tôi sẽ có bộ phận kỹ thuật là đi cắt tỉa cành nhánh, dọn dẹp vệ sinh để cho là chuẩn bị cho một mùa trái mới. Và mỗi đợt ra trái đó thì chúng tôi sẽ cắt bớt trái, bỏ bớt trái, chúng tôi chỉ để mức độ cho phép phù hợp với này điều kiện phát triển của cây theo độ tuổi. Theo các nhà khoa học, giống như mít Thái, cây mít ruột đỏ tương đối dễ trồng, nhưng để trồng thành công thì nhà vườn cần lưu ý một số kỹ thuật. Thứ nhất là chọn giống. Không nên nhân giống bằng hạt vì bị lai giống và cây lâu cho trái. Nên sử dụng cây ghép có đường kính gốc ghép từ 1 cho đến 1,5 cm, cành ghép cao từ 20 cho đến 30 cm kể từ vết ghép. Cây khỏe mạnh, sạch bệnh, nhưng phải là dòng F1 phân chủng thì mới đảm bảo về năng suất và chất lượng.
nên chọn cây có bộ rễ phát triển mạnh, lá đang giai đoạn già, vết ghép tiếp hợp tốt. Thời vụ trồng nên trồng vào đầu mùa mưa, nghĩa là từ tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch để cây sinh trưởng và phát triển có hiệu quả nhất. Khoảng cách trồng cần làm đất và đắp mô cao từ 50 cho đến 70cm khi trồng. Do mít có khả năng cho trái sớm nên có thể trồng theo mật độ dày khoảng từ 3,5m x 3,5m hoặc là 4 x 4m. Sau khi thu hoạch mít từ 5 cho đến 7 năm thì có thể loại bỏ cây ở giữa, đảm bảo mật độ giữa các cây mít luôn thông thoáng, giúp cây phát triển và đậu trái tốt hơn. Thì đối với vùng miền Đông Nam Bộ thì vùng nhiệt đới nên là khí hậu thì mùa nắng tương đối kéo dài. Cái thứ hai nữa, cái nguồn nước thì cũng không được đa dạng như các tỉnh thành khác. Nhưng mà bên cạnh đó thì đối với cây mít thì cũng không cần lượng nước nhiều như các dòng cây khác. Và nếu như bà con nông dân mà trong mùa nắng mà chúng ta không tưới được thì cây cũng không chết. Nó không phát triển được trái vào cái giai đoạn mùa nắng thôi, chúng ta có thể cho ngủ nghỉ. Nhưng mà với điều kiện chúng ta có được nguồn nước đảm bảo cung cấp cho cây thì cây sẽ cho ra trái là liên tục trong năm, không có ảnh hưởng gì tới sản lượng cũng như chất lượng. Cây mít rất sợ úng nên vào mùa mưa lũ phải kiểm tra kênh mương cống rãnh và có kế hoạch chống úng. Tuy nhiên vào tháng đầu sau khi trồng, nếu khô hạn phải tưới thường xuyên từ 2 cho đến 3 ngày một lần, sau đó có thể tưới 4 đến 5 ngày một lần. Từ năm thứ 2 về sau tưới cho cây vào giai đoạn mới bón phân và những tháng quá khô hạn. Bón phân. Bên cạnh phân bón hữu cơ, nhà vườn có thể sử dụng công thức phân NPK 20-15-5+TE bón vào 2 giai đoạn, bón thúc và sau thu hoạch. Lượng bón tăng dần theo tuổi cây. Chú ý năm đầu thì bón khoảng 200g cho đến 1kg trên một cây, tháng bón một lần. Năm thứ 2 thì bón từ 1 cho đến 1,5kg trên một cây. Ở giai đoạn cây ra hoa, nuôi trái, sử dụng phân bón NPK 15-5-20+TE, liều bón khoảng từ 200g cho đến 400g mỗi gốc, chia làm 3 lần bón. Lúc ra hoa, nuôi trái và thúc trái. Tỉa cành và tỉa trái. Tỉa cành. Tỉa những cành sâu bệnh để cây thông thoáng nhằm tăng năng suất và mang tính thẩm mỹ. Tiến hành tỉa cành khi cây cao khoảng 1 mét trở lên. Cây còn nhỏ, tỉa cành tạo tán từ 2 cho đến 3 lần một năm. Cây lớn thì mỗi năm một lần khi thu hoạch trái xong. Còn tỉa trái thì tỉa bớt trái xấu, trái sâu bệnh, trái nhỏ và cả những trái bình thường cho mật độ trái phù hợp với từng cây. Khi cây 1 năm tuổi thì nên tỉa bỏ chỉ chừa 1 trái trên một lứa. Năm thứ 2 thì để 2 trái trên một lứa, thu hoạch được 4 trái trên một năm. Năm thứ 3 thì để 3 trái trên một lứa, một năm 2 lứa sẽ được 6 trái và như thế thì tăng số trái trên một cây theo từng năm tuổi. Đối với cây thì chúng tôi có những cái nguyên tắc cơ bản nhất định, thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ kiểm tra cái độ tuổi của cây cũng như là cái đường kính của cây và nó phát tán như thế nào, nó đạt được mức độ là cây cao bao nhiêu, phát tán rộng bao nhiêu thì chúng tôi sẽ cho cái lượng trái phù hợp với mỗi loại cây. Ví dụ như là cây ở độ tuổi năm thứ 3 thì chúng tôi chỉ cho một lần là không quá 10 trái, và ở độ tuổi năm thứ 5 thì chúng tôi sẽ cho nhiều hơn. Còn khi cây mới ra bói thì chúng tôi chỉ để 1 đến 2 trái thôi, thì cây nó sẽ phát triển bền vững và đồng đều. Chúng ta không được để cho cây ra trái tự do, bởi vì đặc tính của cây là ra trái liên tục và rất là nhiều, nên chúng ta phải cắt tỉa, và mỗi lần thu hoạch xong thì chúng ta phải tiến hành xử lý, là dùng các biện pháp như kiểu là bón phân cho rễ, cho gốc, rồi cắt tỉa tạo tán cành, cũng như là quét vôi lên thân cây để bảo vệ, tránh những cái mầm mống sâu bệnh gây hại. Phòng trừ sâu bệnh hại bằng các biện pháp sinh học như dùng chất dẫn dụ sinh học, bao bọc trái để phòng ngừa. Đặc biệt để phòng ngừa hiện tượng sơ đen, nhiều giống mít như là mít Thái và mít ruột đỏ thường bị sơ đen, da không bóng, hình dạng bên ngoài vẫn phát triển bình thường. Trên cùng một cây có thể có trái bệnh, trái không bệnh. Nguyên nhân có thể do thiếu canxi, do mưa quá nhiều khiến canxi trong đất bị hao hụt. Do đó trước khi cây ra hoa và trong thời gian ra hoa cần bổ sung canxi cho mít. Loại canxi tốt nhất là canxi lỏng, phun lá và tưới gốc giai đoạn mít ra nụ và cứ định kỳ 2 tháng phun lại một lần đến khi thu hoạch. Ngoài ra, nhà vườn có thể sử dụng những chế phẩm công nghệ nano kết hợp quy trình canh tác hữu cơ sinh học, không lạm dụng hóa học, bảo vệ thiên địch, bón phân hóa học cân đối hợp lý để cây mít phát triển bền vững, đảm bảo năng suất, chất lượng cao.